8 năm trước, Tư Anh bắt đầu. Hãy đi đi, ta sẽ luôn âm thầm bảo vệ cho ngươi. Người của Long Sơn Lâu. Đợi đã, vẫn chưa đến lúc. Kẻ nào? Phóng tên, mau phóng tên. Vì Lý Hân, những gì ngươi nói đều là thật. Mặt Dương gia tiêu rồi, mau theo ta đi gặp lãnh chúa. Lãnh chúa, không xong rồi. Mặt Dương gia, chúng ở đâu? Ngươi làm tình báo từ người bằng hữu ở Long Sơn Lâu. Đa tạ Long Sơn Lâu trượng nghĩa tương trợ. Đã nhiều năm qua nước... Tiểu thư, tiểu du yên tâm. Mặt Dương gia thì sao chứ? Chúng ta quyết không giao người ra. Chiến thì cứ chiến. Quả là sự chống đỡ quyết liệt. Đáng tiếc các ngươi đối mặt với Mặt Dương gia tộc, sự chống đỡ này đều vô nghĩa. Tiểu Du, Đông Mã Liệt, theo ta đi nào. Vũ lĩnh đang ở đây, các ngươi không thoát được đâu. Ca ca, nhiều năm như vậy rồi, có thể gặp.
đồng thúc của... Con xin thề. Quá khứ mãi là... Còn sứ giả quan sát là gì? Sao... Hãy đi chọn linh sủng trước. Đây là vật chứng minh thân phận của ngươi. Đừng để ngoại hình của chúng đánh lừa. Hãy chọn linh sủng phù hợp với mình nhất. Hãy vào thành tìm Đông Bá Tuyết Ưng. Nghe nói là đến giúp đệ đệ của hắn Đông Bá, đại pháp sư Bạch Nguyên Chi rất nổi tiếng ở Thanh Hà quận. Có người từng gặp ngài ấy ở chỗ thông báo treo thưởng Long Sơn Lâu. Chắc ngài có hứng thú với thông báo treo thưởng lần này. Các hạ là sứ giả quan, nghe nói Long vậy ta thật là vinh dự. Đi thôi, theo ta đến gặp đại pháp sư Bạch Nguyên Chi. Ta đến Nghi Thủy Thành cũng là để tìm ngài. Đại pháp sư, Đông Bá lãnh chúa đến gặp ngươi. Đại pháp sư, tu hành phải chăm chỉ, tích đạo tu hành, lão phu có trận tăng cấp có thể cho ngươi mượn. Có điều thiếu ít nguyên liệu, ngươi phải xuống hồ lấy. Có kinh nghiệm này sao? Chúc mừng, đa tạ quà của đại pháp sư. Chuyến đi này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy chúng ta hẹn gặp ở sơn mạch quỷ diệt. Không gặp không về. Long Sơn lịch, mùa đông năm 9616. Bọn tặc khốn này phải thì ra là lãnh chúa nhà ta
Người nhờ ta nói lại là sẽ chờ ngươi ở đó. Ngươi tìm được, bây giờ không ai lảm nhảm bên tai ta. Đúng là không quyên. Chúng ta đi tiếp nào. Đồng Thúc nói âm mãnh báo xuất hiện ở đây, chắc chắn là đang bảo vệ linh dược gì đó. Ngươi thử tìm xung quanh xem, có lẽ linh dược này giúp được ta. Đây là hàng cực ưu đàm, chỉ sinh trưởng trong hàng tuyền trong sạch. Luyện hóa linh dược này, yên tâm, ta không sao đâu. Ta đã đến trễ một bước. Người vừa rồi trông rất giống. Trông, ta có quyển bí thuật con rối, có thể điều khiển thi thể Lan Dương, có thể đánh hắn không kịp trở tay. Thank you.
Thần sứ quả nhiên thông cảm ta. Trước đây ta cũng may đã lấy được trái tim Lan Dương, xem như có câu trả lời cho Đại Pháp Sư rồi. Huynh giỏi quá, làm sao cha đã lớn lên rồi. Thanh thật ca ca ta... gọi tỷ tỷ là được rồi. Tiểu tỷ tỷ gì, trẻ con đúng là trẻ con. Đại Pháp Sư, đây là trái tim lạnh. Thanh Thạch, đệ nhất. Thanh Thạch, lạnh. Vậy thì làm phiền hai người. Xích Diệm Hoàng là vật đấu giá chỉ định của Long Sơn Lâu. Thiếu gia các... gần đây hiền chẳng ta... Tuyết Ưng ca ca sẽ ở lại bao lâu để muội đi dạo với huynh? Ta có chuyện muốn thỉnh giáo Tư An lâu chủ, muội có muốn đi cùng không? Vậy chúng ta đi thôi. Hiền điệp. Không. Hiền điệp. Tọa ma. Vậy phải rồi, thúc thúc có những hai cơ hội, hãy cùng bằng hữu của con đến đó đi. Khổng Hải với thì ta nói trước, lần này là miễn phí, hắn đã trả tiền rồi, sau này đến nữa thì phải tự tốn tiền đấy. Thank you.
Đông Bá Tuyết Ưng có gì cầu kiến. Ta cạnh tranh rất quyết liệt, không chừng ngươi sẽ có được tin tức mà Long Sơn Lâu chưa có. Rồi đây mà. Ồ, lần này thú vị đấy. Có tin tức gì về nhiệm vụ không? Như thế chỉ bằng chúng ta theo sau hai tên phong ma tùy cơ hành sự, tránh xung đột với họ. Có cướp! Bảo vệ lão gia! Khổng đại lão gia đây mà. Các ngươi điên ngang. Hiền điện, bọn cướp thúc phụ yên tâm, ta sẽ báo cho Long Sơn Lâu chuyện đã gặp ở đây. Nếu Long Sơn Lâu chịu treo thưởng vì cướp, ta nghĩ sẽ có cao thủ sẵn sàng đến đây một chuyến. Những thi thể này hiện tại chưa rõ tình hình, không nên xung đột với chúng. Chúng ta giữ bí mật vẫn hơn. Tô Ghen, sát hại người của ta,
còn để lại kỳ hiệu khiêu khích. Vì là ai? Nói! Nếu ngươi biết chuyện, vậy thì theo ta về, từ từ tra hỏi. Trong bọn cướp cũng có cao thủ, thì ra là Du Đồ đại nhân. Không dám. Ta cũng tự. Khi nào sẵn sàng thì nói với ta một tiếng, chúng ta bắt đầu phát động tấn công. Có người tấn công, là người của Long Sơn Lâu. Sợ gì chứ, đâu phải lần đầu gặp chuyện như vậy. Giờ chúng tốn công vô ích. Đại đương gia, chặn không được nữa. Tấn công vào rồi. Sợ gì chứ, ta sẽ chiến đấu với chúng. Các ngươi lại có phải có hiểu lầm gì với lãnh Quỳnh Sơn hay không? Hiểu lầm? Ngươi đang xin tha mạng à? Ta chia nhau hành động, mỗi người một nơi tìm trong trại. Đây, có vẻ đã bị con gì cắn. Đi thôi.